Chào anh em nhá. Nói chung là biết tin Khánh ốm thì anh vẫn Hồng Quang nhắn tin bảo cần gì anh giúp. Nói chung là tại cái anh hai em bái cũng giúp Khánh rất là nhiều. Chung là sau mà mình có khỏe lại thì mình sẽ làm những cái điều có ích cho xã hội. Nhưng mình nợ anh em cộng đồng mạng và nợ những người giúp Khánh một mạng sống, thật sự luôn. Nhưng mà để mà Khánh làm như này chắc chỉ có mỗi Tiến Bride Hải Phòng là vui nhất. Chắc mong ngóng từng ngày chờ Khánh cai xem bao giờ là hóng tin nữa nhỉ, hay bao giờ là hưởng dương nữa. Nhưng mà Khánh chắc nếu mà may mắn mà chữa khỏi được thì là tốt, còn không chữa khỏi được thì nó là ý trời. Ý trời thì mình làm sao cái được anh em, đến ra cát lượng còn chẳng cái được ý trời thì Khánh tư ba Khánh tuổi gì. Nên là em nói Tiến là có gì thì hỏi tâm nhau một câu anh ạ, chứ dù gì cũng là đồng chí đồng bào đồng mõm với nhau anh ạ. Còn như anh Huấn ấy, mới là người đáng kính. Bởi sao Khánh cũng có hay không phải anh Huấn, anh Huấn có hay không phải với Khánh. Thế nhưng mà đến khi xảy ra hoạn nạn người ta vẫn tìm đến nhau và người ta giúp nhau, đấy mới là đức hạnh của con người. Anh Huấn ngày xưa quá khứ ở nhà mình không biết, nhưng bây giờ anh khác rồi. Còn anh Tiến thì chung là càng ngày càng tăng cấp độ ha. Còn cháu chị cảm ơn tất cả, như là anh Hải em bái, anh Huấn Hồng, chị Hương Phương Dung Lào, cô Ngọc Lì, chú Hải Bánh và tất cả anh em các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An đã giúp Khánh và tất cả Sài Gòn. Nói chung là anh em Thanh Hóa, Nghệ An, cả nước luôn đấy. Chung là cảm ơn tình cảm của anh em đã gửi những cái điều kiện để Khánh có thể chữa bệnh và đã gửi những lời động viên. Chung là Khánh ở đây nợ anh em một mạng. Anh em cố gắng để chữa, để bảo cho nó tốt. Anh em đi trước này.